Hello, xin chào tất cả mọi người và tiếp tục trong cái chương trình đồng hành cùng sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay ấy, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề khá là mới. Thế thì những cái buổi hôm trước thì cũng có rất là nhiều người có hỏi bác sĩ Ngọc về cái vấn đề liên quan đến cái bệnh trĩ. Thực ra là có rất là nhiều người chúng ta bị, chúng ta rõ ràng ra cái vấn đề bệnh trĩ của chúng ta, nhưng mà có rất là nhiều người chúng ta bị cái trĩ mà chúng ta còn không biết là mình bị nữa cơ. Thế thì ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc có mời đến đây chúng ta một vị khách mời, một chuyên gia về cái lĩnh vực như thế này, chuyên gia về tiêu hóa, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu về cái bệnh lý trĩ này. Để thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của cái bệnh đấy nó là như thế nào cái đã. Sau đó thì từ đó chúng ta sẽ có những cái phương án để mà chúng ta có thể là dự phòng hoặc là điều trị nó như thế nào. Đặc biệt là sao mà chúng ta dự phòng đừng có để bị trĩ, bởi vì cái tỷ lệ mà trĩ càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Trước khi mà bắt đầu vào cái chương trình này thì nhờ mọi người giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ cái nhỉ, khả năng là chuẩn bị một cái chuỗi liên tục bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái chương trình như này để mời các vị khách mời lên trên này của chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể là chúng ta hiểu được cái chủ đề này hơn. Mỗi một hôm thì bác sĩ Ngọc sẽ mời một bác sĩ khác nhau để chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhau của những cái chuyên khoa và cái cách để mà chúng ta có những cái lời tư vấn tốt nhất từ những cái chuyên gia chúng ta trong cái lĩnh vực sức khỏe như thế này. Cái chủ đề ngày hôm nay thì nếu như mà chúng ta mà gia đình mà chúng ta có ai có vấn đề liên quan đến trĩ, thực ra là không phải trĩ đâu, mà kể cả những cái bệnh lý đường tiêu hóa của chúng ta, là cái bệnh lý ở cái hậu môn, trực tràng, nứt kẽ, chảy máu các thứ, thì chúng ta có thể là chúng ta mời những cái khách mời hoặc là tác tên bạn bè chúng ta vào, gia đình mà có ai chúng ta có thể là chúng ta vào, để cùng nhau chúng ta học được thêm một cái điều gì đấy, hy vọng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là bảo vệ được sức khỏe của mình. Ok, chắc là không để cho mọi người chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng nhau mời vị khách mời của chúng ta buổi tối ngày hôm nay, hơn 400 người rồi. Nhờ mọi người giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt xe cái nha, để cho mọi người vào đầy đủ rồi chúng ta bắt đầu nha. Và xin mời bác sĩ Hội ạ, khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ Hội có thể là chia sẻ một chút về bản thân mình trước khi mà chúng ta bắt đầu vào chương trình buổi tối ạ. Dạ vâng ạ, em xin chào bác sĩ Ngọc và xin chào bác các cô chú và các anh chị ạ. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu mình là bác sĩ Hội. Thì mình sau khi mà tốt nghiệp mình trường bác sĩ đa khoa của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó mình có một thời gian công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thì sau đó thì là mình có thời gian học tập, làm việc và nghiên cứu về chuyên sâu về các bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh về hậu môn trực tràng. Hiện tại mình đã tốt nghiệp xong bác sĩ chuyên khoa cấp 1 của Đại học Y Hà Nội ạ. Xin rất là cảm ơn và vui vì bác sĩ Ngọc hôm nay đã mời đến đây để chia sẻ về những vấn đề về bệnh trĩ để mọi người hiểu hơn về bệnh trĩ và cách phòng tránh và các điều trị tại nhà của bệnh trĩ và các bệnh về vùng hậu môn trực tràng. Vâng, ok, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Thực ra là ngày hôm nay là cái lần đầu tiên mà bác sĩ Hội xuất hiện trước mạng xã hội, nên là có thể nó sẽ hơi rụt rè một chút. Thì mọi người có thể là thả cho bác sĩ Hội một cái lượt tim hoặc là một cái comment gì đấy để chúng ta có thể là khuyến khích cái bác sĩ Hội ạ. Bởi vì nhiều khi là ở bệnh viện thì chúng ta sẽ rất là năng nổ, chúng ta khám bệnh các thứ rất là tức là nó thể hiện cái chuyên gia của mình, nhưng mà khi mà lên trên một cái mạng xã hội ấy thì có thể nó sẽ có những cái hơi rụt rè. Nó không sao cả, rất là may mắn khi ngày hôm nay thì chúng ta có những cái vị chuyên gia mà làm rất là lâu trong nghề rồi lên chia sẻ chúng ta một cái chủ đề này, đó là cái vấn đề liên quan đến trĩ. Thực ra là ít khi mà có những người có thể là chia sẻ những cái như này. Ok, chắc là chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay luôn. Thế thì tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và học chuyên khoa 1 tại Đại học Y Hà Nội, là hai cái trường mà đầu ngành luôn rồi đấy. Ở Việt Nam có mỗi hai cái trường to nhất, thì bác sĩ Hội là học ở cả hai nơi luôn rồi. Thế thì đầu tiên là nhờ bác sĩ Hội có thể là chia sẻ cho mọi người một chút về cái bệnh lý đó là trĩ. Thực ra ở đây ai cũng nói với nhau nó là trĩ, nhưng thực sự là mọi người đang không hiểu cái bệnh đấy nó là như thế nào, cái bản chất của cái bệnh đấy là gì, nó có thực sự nó nguy hiểm đối với chúng ta hay không, và nó có bị dễ mắc hay không, hay là có nhiều người bị cái đấy hay không. Thì nhờ bác sĩ Hội có thể là chia sẻ một chút về cái bệnh lý về trĩ của chúng ta được không ạ? Dạ vâng, thì trĩ hay là dân gian gọi là bệnh lòi gioăm, đây là bệnh rất phổ biến ở dân chúng ta. Thì là trong đó thì là dân gian có một câu là thập niên cửu trĩ, thì có nghĩa là cứ 10 người thì 9 người bị bệnh trĩ. Thì để mọi người dễ hiểu thì trĩ là một bệnh được tổn thương hệ mạch máu ở vùng hậu môn trực tràng, và kèm theo đó là cái hệ tổn thương cái hệ đệm, những cái hệ mô liên kết dây chằng treo cái vùng hậu môn trực tràng. Thì cái hệ quả là làm khi mà tổn thương mạch máu thì làm cho chúng ta khi mà đi vệ sinh chúng ta sẽ bị chảy máu khi mà đi vệ sinh, và hệ quả thứ hai là khi vùng mạch máu nó bị tổn thương, mạch máu bị ứ lại nhiều và kèm với hệ treo vùng hậu môn trực tràng, cái hệ đệm nó bị xa xuống làm cho cái tình trạng trĩ nó bị xa xuống, gây chúng ta gọi là trĩ xa. Thì đây là hai cái triệu chứng mà thường gặp nhất của bệnh trĩ.
Ok, tức là chúng ta sẽ hiểu một cách nó nôm na đơn giản như thế này mà lúc nãy bác sĩ Hội có nói về một số những cái hệ đệm hay là cái mô liên kết các thứ ấy, thì có lẽ nó sẽ là hơi khó cho mọi người. Tuy nhiên thì chúng ta hình dung nó đơn giản như này, đó là nó có một hệ thống những cái mạch máu ở cái chỗ phần hậu môn ấy, và nó có những cái tổn thương ở cái hệ thống mạch máu đấy, nó có thể là động mạch, nó có thể là tĩnh mạch hoặc là mao mạch. Và khi mà nó tổn thương như thế thì bắt đầu nó sẽ bị sa xuống, đúng nhỉ? Tức là có thể là cái mạch máu nó sẽ nằm ở Dạ trong đúng cái rồi. thành mạch như thế. Nhưng mà vì một cái lý do nào đấy mà cái mạch máu đấy nó không bám được trên cái thành mạch, nhưng mà nó sẽ bị sa xuống và nó lại lòi ra bên ngoài, thì đấy là cái mà chúng ta gọi nó là trĩ hay là lòi rom. Ok, chúng ta sẽ hiểu được nó sẽ là cơ bản như thế. Thế thì có những cái loại trĩ nào, mọi người đang có những người mà chúng ta đây này, chúng ta có một người chúng hỏi là trĩ nội là gì này, hay là có những người hỏi là trĩ ngoại là gì. Thế thì có nhiều người còn nghĩ là trĩ nội là điều trị nội khoa, còn trĩ ngoại là phẫu thuật nữa cơ. Tức là nhiều khi mà chúng ta đang không hiểu về 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 cái bệnh lý như thế này, thì nhờ bác sĩ Hội có thể là chia sẻ cho mọi người về hai cái vấn đề liên quan đến trĩ nội và trĩ ngoại nó sẽ khác nhau như thế nào, và cái nào nó nguy hiểm hơn, hay là cái nào chúng ta có thể là điều trị được và điều trị như thế nào, thì nhờ bác sĩ Hội có thể nói sâu hơn về cái hai cái bệnh trĩ đấy. À, dạ vâng, thì chúng ta thường rất hay nhầm lẫn là trĩ nội cũng như là nội là bên trong, thì là người ta nghĩ là nằm bên trong hậu môn, và trĩ ngoại là bên ngoài, thì là nằm bên ngoài hậu môn. Thì cái quan điểm đấy là chưa đúng. Thì là trĩ nội có nghĩa là cái nơi xuất phát của cái trĩ là nằm trên cái vùng đường lược, có nghĩa là vùng ranh giới giữa hậu môn trực tràng. Đường lược Thì tới đường này đây đúng không? dạ đúng rồi, đây là À. cái vùng ranh giới giữa hậu môn trực tràng thì có hình răng cưa thì gọi là đường lược. Thì khi mà nó xuất phát ở trên cái đường lược thì cái đấy gọi là trĩ nội, còn khi mà xuất phát ở dưới đường lược thì người ta gọi là trĩ ngoại. À, tức Thì là cái đặc điểm nó của trĩ nội là đặc điểm của trĩ nội thì rất nhiều dây thần kinh, rất nhiều mạch máu, nên làm chúng ta khi mà đi vệ sinh sẽ chảy máu rất là nhiều nếu mà bị trĩ nội. Còn khi mà chúng ta bị trĩ ngoại thì ở đây đấy là nơi có nhiều tiếp xúc, nhiều phần da và thần kinh ở chỗ đó, nên là khi chúng ta bị trĩ ngoại thì chúng ta rất là đau. Nên là sự phân khác nhau giữa trĩ nội và trĩ ngoại là như vậy. Ok, tức là chúng ta sẽ hình dung nha, giữa cái trĩ nội với cái trĩ ngoại thì nó sẽ là cái bệnh lý nó nằm ở trên cái đường lược ở đây. Thực ra cái đường lược này nhiều khi chúng ta cũng, nó là giải phẫu thôi, chúng ta cũng không nhìn thấy được đâu, nó nằm ở phía bên trong hậu môn, nó cách cái mép hậu môn một đoạn bên trong này, nó có một cái đường như thế này. Thế thì cái phân giải của phân 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 loại của nó là phía trên của cái đường này thì chúng ta gọi là trĩ nội, và bên dưới cái đường này thì chúng ta gọi là trĩ ngoại. Có trường hợp nào mà cái trĩ nội mà nó lòi ra ngoại không nhỉ? Bác sĩ Hội có thể chia sẻ cho mọi người một chút được không? À, dạ vâng ạ. Thì là trĩ nội thì gồm có 4 mức độ. Nếu mà ở trĩ nội độ 1 thì là trĩ là chỉ nằm ở trong ống hậu môn. Nhưng khi bắt đầu là trĩ độ 2 thì là trĩ bắt đầu xa xuống ở rìa hậu môn. Nhưng mà khi trĩ độ 3 thì bắt đầu là trĩ là nội thì bắt đầu thò ra ngoài ống hậu môn. Thì lúc đó thì chúng ta nhiều khi đi vệ sinh chúng ta phải dùng tay ấn lên. Thì lúc đó là trĩ nội bắt đầu thò ra ngoài. Còn trĩ độ 4 là khi mà chúng ta dùng tay không ấn lên được nữa thì bắt đầu là gọi là trĩ độ 4 ạ. Thế thì trĩ ngoại thì nó sẽ khác nhau với cái trĩ nội như nào, bởi vì chúng ta sẽ thấy là trĩ ngoại nó sẽ nằm ở phía ngoài này và nó vẫn cứ thòi ra được, đúng không nhỉ? Nó Dạ chỉ khác đúng. nhau ở cái là vị trí như này, thì nếu như một người bình thường ở nhà chúng ta có thể chúng ta phát hiện ra được không? Bởi vì ở đây ví dụ như các bác sĩ chúng ta sẽ thấy là nó phân ra được ở cái chỗ đường lược như này, là trĩ nội nó sẽ nằm ở bên trên, và nó có những trường hợp nó nằm ở trên này luôn, có những trường hợp nó lòi ra bên ngoài. Còn trĩ ngoại nó nằm bên dưới và nó cũng có trường hợp nó sẽ lòi ra bên ngoài. Thế thì làm sao để mà chúng ta có thể phân loại được là cái của mình là trĩ nội hay là trĩ ngoại, khi mà chúng ta ở nhà chúng ta nhận biết được? À, nếu mà ở nhà mà chúng ta nhận biết thì đầu tiên đó chính là cái triệu chứng. Thường thì cái triệu chứng mà trĩ nội chúng ta thường gặp sẽ là chúng ta sẽ bị chảy máu rất là nhiều, hoặc đi vệ sinh thì máu đỏ tươi. Và còn trĩ ngoại thì thường là chúng ta sẽ bị đau. Và thứ hai là khi mà chúng ta mà chụp cái hình lên, thấy cái hình thì là cái hình mà ở trĩ nội thì sẽ có màu đỏ của liên mạc. Còn cái trĩ ngoại là do bao bọc của cái da nên là màu nó sẽ màu màu da bao bọc nên màu nó sẽ thẫm, hoặc có cái màu nó hơi sần sùi giống da của mình, nó bị căng lên bởi những cái mạch máu trĩ. Cái hình ảnh chúng ta nhìn vào cái triệu chứng chúng ta thấy là nó sẽ khác nhau ạ. Ok, tức là chúng ta sẽ chứ không phải là nó lòi ra bên ngoài là ngoại hay là ở Đúng bên rồi, trong là đúng rồi. nội, bởi vì trĩ nội nó vẫn lòi ra bên ngoài mà trĩ ngoại nó vẫn lòi ra bên ngoài, đúng không nhỉ? Ở đây rất là nhiều người chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ở cái chỗ đấy, mà chúng ta sẽ hình dung là nó sẽ có cái là giống như lúc nãy bác sĩ Hội có nói chúng ta ấy, nội hay ngoại nó phụ thuộc vào cái chỗ đường lược này, tức là những cái tổn thương nó nằm ở trên đường lược này ấy, cái đường lược đấy, đường ngang ngang giống cái lược đây. Thế thì nếu như mà tổn thương nó nằm ở bên trên đường lược này thì chúng ta gọi là nội, và trường hợp mà nằm bên dưới thì chúng ta gọi là trĩ ngoại. Tuy nhiên thì cái trường hợp trĩ nội mà nó nặng ấy, mức độ 3, mức độ 4 ấy, thì nó cũng đã lòi ra bên ngoài rồi, chứ không phải là cứ là ở bên trong thì nó mới là nội, còn lòi ra ngoài nó là ngoại. Thì cái này là nhiều người chúng ta đang bị hiểu 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 sai cái chỗ này.
Và một số những cái mà chúng ta có thể chúng ta nhận biết chính là lúc nãy bác sĩ Hội có nói chúng ta là gì, đó là nếu như mà nó nằm ở phía trên này, tức là trĩ nội nó nằm ở bên trên này nó lòi ra ấy, thì thường bên trên này nó có rất là nhiều mạch máu, nên khi mà nó đã lòi ra thì nó rất là dễ nó bị chảy máu, thì nó sẽ bị chảy máu. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận biết được. Còn trĩ ngoại nó nằm ở ngoài này ấy, thì tức là trĩ nội thì chảy máu nhiều hơn trĩ ngoại, còn trĩ ngoại ngoài này thì nó thiên về đau nhiều hơn trĩ nội, đúng không nhỉ? Bởi vì liên quan đến dây thần kinh nó nằm ngoài này, trĩ ngoại thì nó sẽ là đau hơn. Còn trĩ nội ở trong này mà nó khi mà nó lòi ra ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái, nó có cái màu, nó thường là màu hồng, nó đỏ hơn do cái niêm mạc ở trong này. Còn ở ngoài này là cái mép bộ môn, rồi nhiều khi nó thâm hơn, thâm đen hơn. Thì cái này thì nhiều khi là đi vệ sinh xong rồi đặt cái gương bên dưới chúng ta soi chúng ta nhìn thấy, đúng không? Ok, thế thì rồi chúng ta đã hiểu được về cái vấn đề về bệnh trĩ là trĩ nội hay là trĩ ngoại rồi, và chúng ta biết được là nó bản chất của nó là do cái mạch máu nó bị lòi ra, tức là nó bị giãn của cái mạch máu ra và nó dẫn đến cái bệnh trĩ đấy. Thế thì bác sĩ Hội có thể là chia sẻ cho mọi người là thế thì cái gì nó làm ra cái điều đấy, bởi vì bây giờ là rất là nhiều người, đúng không nhỉ? Tức là nguyên nhân của cái trĩ đấy nó là do cái gì? Làm sao để mà thì ít nhất là chúng ta sẽ biết được cái nguyên nhân, sau đó chúng ta sẽ dự phòng nó, thì nhiều triệu có thể chia sẻ thêm về cái nguyên nhân của cái trĩ này được không ạ? Thì cái nguyên nhân của gây ra bệnh trĩ này thì đây là một cái bệnh là đa yếu tố. Thì khi mà chúng ta mà làm tăng cái áp lực và ở vùng hậu môn trực tràng thì đấy là một cái nguyên nhân gây ra cái bệnh trĩ. Thì khi mà tất cả những cái liên quan đến tăng áp lực thì ví dụ như là chúng ta làm việc nặng này, chúng ta bê đồ nặng này, đấy là một yếu tố làm tăng áp lực. Thứ hai là cái chuyện là chúng ta làm việc mà đứng lâu, ngồi lâu quá. Có thể là khi mà chúng ta làm việc như làm may thì đứng rất là lâu hoặc là ngồi rất là lâu để may thì là sẽ làm, đấy là một cái yếu tố là mạch máu bị căng giãn ở vùng hậu môn trực tràng sẽ gây ra bệnh trĩ. Thì ngoài ra thì ở những bệnh nhân mà chúng ta mang bầu, đây là một cái yếu tố làm tăng áp lực của bụng thì dồn xuống làm tăng áp lực ở phần mạch máu hậu môn trực tràng. Khi đó thì mạch máu bị ứ giãn và không có hồi lưu trở lại, nên là gây ra cái tình trạng là giãn cái mạch máu vùng hậu môn trực tràng giãn ra, gây ra tình trạng trĩ. Thì ngoài ra thì có cái yếu tố trực tiếp chính là quá trình đi vệ sinh. Khi chúng ta mà bị táo bón, chúng ta ngồi chúng dặn lâu quá, khi mà ngồi đi vệ sinh dặn lâu, nhất là chúng ta thấy là khi giờ giới trẻ thì hay cầm điện thoại vào xem phim, thì lúc đó thì là cái thời gian đi vệ sinh rất là lâu. Thì khi mà chúng ta ngồi lâu một tư thế, nhất là tư thế mà ngồi xổm như thế, thì rất hay máu tụ lại thì gây ra cái bệnh trĩ. Kèm theo đó là cái chế độ mà ăn uống ít chất xơ, ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia rất là nhiều, đấy là một cái yếu tố làm tăng cường mà phát triển của bệnh trĩ. Thì ngoài ra trĩ nó cũng là một cái bệnh di truyền, thì các nghiên cứu cho thấy rằng trong gia đình mà có bố mẹ bệnh trĩ thì tỷ lệ con cái mà bị bệnh trĩ thì rất là cao. Thì đây là một cái bệnh đa yếu tố. Ok. Rồi, thế là bác sĩ Ngọc sẽ, mọi người nhớ là chúng ta ngồi chúng ta nghe như thế này nha, mỗi một buổi như thế này chúng ta sẽ có rất là nhiều những bài học, thì bác sĩ Ngọc cũng phải ngồi viết lại như thế này, ngồi nốt lại. Thì mọi người cố gắng là chúng ta, khi mà chúng ta nghe được một cái điều gì đấy, một là mọi người sẽ nốt vào trong giấy ấy, bởi vì thứ nhất là có thể là mình bị bệnh, cái thứ hai là mọi người cực kỳ quan trọng cái chỗ này, mọi người hiểu được cái nguyên nhân, sau đó chúng ta sẽ dự phòng được nó như thế nào. Hoặc là mọi người có thể là comment vào trong cái live stream này để chúng ta nhớ, một là mọi người viết được ra, hai mà không viết được ra nữa thì chúng ta comment vào. Để chúng ta sẽ nhớ ít nhất là ngày hôm nay có nhiều người là chúng ta biết được là trĩ nội với trĩ ngoại rồi, đúng không nhỉ? Nhiều người cứ nghĩ là nó lòi ra bên ngoài là ngoại nhưng không phải, nó ở bên trong nó vẫn là trĩ ngoại. Tức là nhiều cái ở cái trĩ nội nó vẫn lòi ra bên ngoài. Rồi, thế thì bây giờ lúc nãy bác sĩ Hội có nói về cái nguyên nhân rồi ấy, bác sĩ Ngọc có tổng hợp lại một cái nó như này để chúng ta sẽ hình dung như này. Thế thì bản chất của cái trĩ là chỉ nó là do cái mạch máu nó bị giãn ra. Tức là cái mạch máu nó bị giãn ra, nó căng. Thế thì cái nguyên nhân nào mà làm cho cái mạch máu nó bị căng ra thì nó sẽ bị giãn ra, đúng không nhỉ? Tức là nó giống như một cái quả bóng chúng ta, nó chúng ta thổi thì cái áp lực nó lớn quá thì có phải quả bóng nó giãn ra, đúng không nhỉ? Bình thường là chúng ta thổi bé thì không sao. Thế thì khi mà mạch máu nó đến đấy nó bình thường thì nó không sao. Nhưng mà cái lượng máu mà nó đến đấy nó nhiều quá thì nó làm cho cái mạch máu đấy nó sẽ giãn ra, và khi mà giãn ra quá mức ấy thì bắt đầu sẽ lọt xuống. Tức nó bị xa xuống thì dẫn đến tình trạng cạn trĩ. Thế thì một số những nguyên nhân mà lúc nãy bác sĩ Hội có nói chúng ta là gì? Đầu tiên nó là cái việc mà bê vác vật nặng, đúng không nhỉ? Nhiều người chúng ta bảo là bê nặng phọt rắm mà, đúng không nhỉ? Thế thì bản chất của cái việc mà chúng ta bê nặng quá ấy, nó tạo ra một cái áp lực ở cái phần mà một nhiều người mà bê nặng quá là đi vệ sinh luôn đấy. Thế này thì đấy chính là cái mà việc mà khi mà chúng ta bê vác những cái vật nặng ấy, nó tạo ra một cái sức gồng ở trong cơ thể của chúng ta và nó tạo ra một cái áp lực nó đẩy xuống bên dưới. Thế thì đấy cũng là chính là một trong những cái mà nó có nguy cơ nó dẫn đến cái tình trạng mà trĩ, nên là cái việc mà bê vác vật nặng nó là một trong những cái nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là lúc nãy bác sĩ Hội có nói chúng ta, nó là cái việc mà chúng ta đứng và ngồi lâu
một cái tư thế. Thế bình thường chúng ta đi lại thì cái máu nó sẽ lưu thông, nó sẽ là rất là tốt. Nhưng khi mà chúng ta ngồi nguyên một chỗ như này, hay là chúng ta đứng lâu một cái tư thế ấy, thì nó làm cho cái trọng lượng hay là cái việc mà cái máu nó sẽ dồn vào cái vị trí cái mạch máu đấy, nó sẽ là nhiều hơn, mà nó làm cho cái mạch máu nó bị giãn ra. Và từ đấy nó dẫn đến cái tình trạng trĩ. Hay là một cái trường hợp nữa mà nhiều khi là chúng ta không thể kiểm soát được, đó là cái việc mà chúng ta mang bầu, đúng không nhỉ? Thế khi mà cái bụng bầu nó to lên này, nó sẽ tạo cái áp lực, nó đẩy xuống biên giới, thì nó cũng làm cho cái mạch máu nó bắt đầu nó sẽ là dễ, nó sẽ bị giãn ra, thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng trĩ. Thì mang bầu thì thôi, chấp nhận thôi, và bây giờ là chúng ta có bầu thì là hạnh phúc rồi. Thì nhiều khi là chúng ta có bầu xong bị trĩ thì phải điều trị thôi, chứ cũng không giải quyết được. Và cái nữa là cái mà chúng ta có thể thay đổi được cái thói quen, nó vấn đề liên quan đến đi vệ sinh. Lúc nãy bác sĩ Hội có nói đúng không nhỉ, đi nhanh nhanh 5 phút nhà xong thì thôi, nhưng mà ngồi ở trong đấy mà ngồi lướt điện thoại thì có thể nó sẽ làm cho cái thời gian mà chúng ta đi vệ sinh nó lâu hơn, thì dẫn đến cũng nó dễ bị cái mạch máu nó bị giãn ra và dẫn đến cái tình trạng trĩ. Và một cái nguyên nhân cuối cùng đó là nguyên nhân di truyền. Thì đấy là bác sĩ Ngọc nốt lại một số những cái mà bác sĩ Hội vừa có chia sẻ chúng ta, để chúng ta sẽ hình dung được cái nguyên nhân dẫn đến cái trĩ đấy. Lúc nãy bác sĩ Hội có nói một cái là gì, đó là khi mà đi vệ sinh ấy, thì nó tăng cái nguy cơ. Thế thì có cái tư thế ngồi nào để mà nó giảm được cái nguy cơ đấy hay không? Ví dụ như ngồi xổm hay là ngồi bệt. Bây giờ là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái vị trí, đúng không nhỉ? Thế thì có những cái lưu ý nào khi mà chúng ta đi vệ sinh để có thể là giảm cái nguy cơ bị trĩ không? Thì nhiều xã hội có thể nói thêm được không ạ? À, dạ vâng. Thì cái thói quen đi vệ sinh là một điều rất là quan trọng trong cái chuyện là chúng ta, ngoài cái chuyện là phòng ngừa các bệnh trĩ và hạn chế cái tiến triển nặng của bệnh trĩ, ngoài ra chúng ta còn đào thải cái chất độc chính là phân ra khỏi cơ thể. Thì chúng ta nên tập luyện cái thói quen là đi vệ sinh vào buổi sáng. Thì buổi sáng thì dậy là bác sĩ thường hay hướng dẫn các bệnh nhân là tốt nhất là sau khi mà dậy xong thì chúng ta uống một cốc đầy nước ấm, sau đó chúng ta đi vài vòng quanh sân, thì sau đó chúng ta sẽ ngồi ở nhà vệ sinh vặn nước. Thì chúng ta ngồi ở trên bồn cầu, thì khi đó thì chúng ta lên kê một cái ghế ở dưới chân thì sẽ giảm cái áp lực ở dưới phần hậu môn. Thứ hai là chúng ta ngồi tập phản xạ dặn cho đúng một cái giờ, ví dụ là buổi sáng thì chúng ta tập dặn buổi ra sáng thì rất là tốt. Thì sau đó tầm khi mà luyện tập như thế tầm 1 đến 2 tuần thì bắt đầu tạo chính cái sự co bóp ở phần hậu môn và ở phần ruột sẽ tạo ra cái chuyện thói quen của chính cái phản xạ. Có điều kiện khi mà chúng ta tập như thế thì rất là tốt. Khi do đó thì là hàng ngày thì mỗi lần chúng ta chỉ cần vào nhà vệ sinh buổi sáng sau khi uống một cốc nước ấm thì chúng ta sẽ có một thói quen là đi vệ sinh vào buổi sáng. Sau khi cả một ngày, cả một đêm là chúng ta đã cơ thể đã đào thải cái chất độc và chuẩn bị là thành phân để chuyển ra ngoài thì rất là tốt. Ok, tức là nó liên quan đến cái thói quen của chúng ta nữa, đúng không nhỉ? Khi mà chúng ta cứ hàng ngày mà chúng ta cứ tạo ra cái thói quen đấy là cứ cái giờ đấy chúng ta đi vệ sinh cái ngồi là nó tự nó sẽ cái việc mà nó dặn nó sẽ dễ hơn. Ok, thế thì chúng ta sẽ tiếp tục một cái nữa. Ở đây là gì? Đó là làm sao để mà biết vị trí, bởi vì nếu như mà những người mà nó lòi ra bên ngoài ấy, thì nó rõ ràng ra rồi, đúng không nhỉ? Nhưng mà vẫn giống như lúc nãy bác sĩ Hội có nói là chúng ta có những người mà độ 1, độ 2 chẳng hạn, nó nằm sâu bên trong. Thế thì bây giờ là làm sao để mà chúng ta có thể chúng ta phát hiện được cái bệnh trĩ đấy, kể cả cái việc mà chúng ta chưa thấy được có những cái dấu hiệu mà nó rõ ràng như thế. Bởi vì nếu như mà chúng ta phát hiện được sớm thì có thể chúng ta sẽ dự phòng nó sẽ là tốt hơn. Thì nhờ bác sĩ Hội có thể là chia sẻ một số những cái dấu hiệu làm sao để mà chúng ta có thể là chúng ta tự nhận biết được là mình có bị trĩ hay không tại nhà. Thì nhờ bác sĩ Hội ạ. Thì những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết ở nhà là khi mà sau khi mà chúng ta đi vệ sinh xong thì chúng ta sẽ thấy được là ở bồn cầu có dính chút máu, và chúng ta dùng giấy thì sẽ có chùi dính máu ở giấy vệ sinh. Thì đây là triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh trĩ, có thể gặp ở trĩ lội độ 1, độ 2. Thì nhất là sau khi mà chúng ta uống rượu bia này, chúng ta ăn đồ cay nóng này, và sau những cái đợt mà táo bón thì đi vệ sinh thì rất hay bị chảy máu. Đấy là triệu chứng đầu tiên của những cái bệnh trĩ. Thì sau đó khi mà trĩ phát triển thì có những cái dịch ở trĩ nó tiết ra thì làm cho chúng ta bị ngứa vùng hậu môn. Và tiếp theo là ngoài ra thì là khi mà trĩ bị mạch máu ứ hoặc căng giãn, khi chúng ta ngồi dặn lâu hoặc làm việc thì sẽ có cái cảm giác đau khi mà đi vệ sinh. Thì đấy lúc này một cái triệu chứng của bệnh trĩ. Và khi mà búi trĩ lòi ra ngoài thì tạo ra cái khi mà đi vệ sinh nó có những cái khối chúng ta sờ thì sẽ thấy là những cái búi trĩ đó là sờ, khi mà những cái búi trĩ đấy những cái dấu hiệu nhận biết có thể là ở nhà để chúng ta nghĩ nhiều đến là chúng ta đang bị trĩ. Ok, tức là chúng ta sẽ có ở đây là có 4 cái dấu hiệu mà không biết là mọi người ở đây ai ở đây chúng ta có
có cái bị trĩ không nhỉ? Nếu như mọi người mà có trĩ thì comment số 1, mà không trĩ thì comment số 2 cái để xem là cái số lượng người mà chúng ta bị trĩ chúng ta là bao nhiêu, sau khi mà nghe bác sĩ hội chúng ta liệt kê ra một chút, để lát nữa thì sẽ có những cái hướng dẫn cho mọi người. Thứ nhất là chúng ta dự phòng nó như nào, và cái thứ hai nữa là chúng ta điều trị nó như nào. Hình như là trĩ cũng nhiều người bị hay sao, hôm nay lên đến hơn 1.000 người đang còn xem rồi. Bác sĩ Ngọc cứ tưởng là một đống một kìa, một đống một, phải tầm 20 người một rồi, tức là cái tỷ lệ trĩ bây giờ là đúng là thập 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 nhân cửu trĩ đúng nhỉ, 10 người thì có 9 người là bị trĩ, tức là rất là nhiều người chúng ta bị trĩ. Mình cứ tưởng là cái chủ đề này không ai quan tâm đâu, ngày xưa cứ nghĩ là à trĩ làm gì có ai nghe đâu, mà tự dưng là may mắn là hôm nay gặp được bác sĩ hội cái nhờ lên chia sẻ cho mọi người, thì rất là nhiều người chúng ta có cái trĩ này, để chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu được cái đã. Thế thì ở đây một số những cái triệu chứng mà bác sĩ hội có chia sẻ chúng ta, đầu tiên là gì, đó là dính máu khi đi vệ sinh đúng nhỉ. Khi mà chúng ta đi vệ sinh thì chúng ta bị thấy máu ở phân, hoặc là chúng ta sẽ thấy máu ở chỗ cái giấy vệ sinh của chúng ta. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có những cái dịch tiết, nó sẽ tiết ra ở cái chỗ trĩ và nó làm cho chúng ta bị ngứa. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta đi vệ sinh ấy, thì khi mà chúng ta rặn thì nó sẽ bị đau. Và cái thứ tư là trường hợp mà nặng là chúng ta sẽ sờ thấy cái búi trĩ. Thế thì ở đây nó sẽ có cái này, ví dụ như là dính máu hay là cái việc mà ngứa, thì nó có rất là nhiều những cái bệnh lý nó sẽ đi kèm. Bởi vì theo bác sĩ Ngọc được biết thì nó sẽ có là chẳng hạn như ung thư đại trực tràng, nó vẫn có nguy cơ chảy máu đúng không nhỉ. Một số trường hợp mà polyp mà nó có chảy máu thì nó vẫn có thể chảy máu ở cái chỗ trĩ đấy, cái khi mà chúng ta đi ra ngoài qua phân đấy. Hay là có những trường hợp mà viêm loét đại tràng chảy máu chẳng hạn thì nó vẫn có chảy máu, hay là kể cả cái đơn giản nhất là nứt kẽ hậu môn thì nó cũng có chảy máu. Thế thì làm sao để cho chúng ta có thể chúng ta nhận biết được, chúng ta nghĩ được là à đấy là một cái trĩ hay là một cái tình trạng khác, để mà chúng ta có những phương án để mà chúng ta xử lý, thì nhờ bác sĩ hội có thể là giúp cho mọi người phân biệt được cái điều đấy được không ạ? Xin mời bác sĩ hội. Thì đặc điểm của trĩ nó là mạch máu khi mà chúng ta đi vệ sinh ấy, một cái lưu ý là chúng ta đi vệ sinh nếu mà phân biệt với chảy máu là do polyp chảy máu, hoặc là thì là chúng ta nghĩ khi mà chúng ta đi vệ sinh thì là cái máu chảy ra, thì là máu sẽ chảy ra là sau khi mà đi vệ sinh phân đi ra xong nó đến máu và máu đỏ tươi, thì chúng ta nghĩ nhiều đến là do trĩ. Còn nếu mà do polyp thì thường là máu sẽ đi trước và cùng theo phân. Đấy là một cái đặc điểm mà khi mà bác sĩ đã làm lâm sàng rất là nhiều mà đã thấy cái đấy, đặc điểm rất là hay và quan trọng. Tiếp theo là thường những bệnh nhân bị polyp thì ngoài cái chuyện là chúng ta bị chảy máu, thì nếu mà polyp ở toàn ở phần đại tràng, hoặc là đại tràng sigma, hoặc là đại tràng trái, đại tràng phải, thì chúng ta thường sẽ có cái cảm giác là đau vùng cái vị trí mà có cái polyp đó. Ví dụ như là chúng ta bị polyp sung huyết nhiều ở vùng đại tràng trái, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà cái polyp nó đang sung huyết chảy máu, thì ngoài chuyện là đi vệ sinh, khi mà chảy máu sau khi máu chảy trước, sau đó đến phân chảy ra, thì ngoài ra thì là chúng ta sẽ thấy là cái chuyện là đau bụng ở bên trái, chúng ta sẽ thấy là thường sẽ kèm theo cái chuyện đau bụng. Ngoài ra thì chúng ta có thể là nghĩ đến mà có polyp khi mà tiền sử trong gia đình có người bị polyp, chúng ta đã soi để biết được, thì đấy là cái triệu chứng để phân biệt với polyp. Tiếp theo là cái chuyện về mặt là bệnh nứt kẽ hậu môn, thì ngoài nứt kẽ hậu môn thì cái cảm giác đau thì là đau nó khác hoàn toàn với cả đau trĩ. Cảm giác đau khi mà đi vệ sinh thì là cái đau nó nổi trội hơn cái chuyện ra máu rất nhiều. Và thứ hai nữa là cái đau của nứt kẽ hậu môn ấy, thì chúng ta đau cảm giác như là đang xé cái thịt ra, và thời gian đau rất là lâu sau khi mà đi vệ sinh. Có người đau gần như đau xong, có người nếu mà nhẹ thì đau vài tiếng, có người đau từ sáng đến chiều, đi vệ sinh từ sáng đến chiều. Và cái chuyện này diễn ra rất là thường xuyên, kể cả chúng ta mặc dù là chúng ta không bị táo bón này, chúng ta nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà đã bị nứt kẽ rồi thì nó vẫn diễn ra khi mỗi lần đi vệ sinh. Nên là thường thì bệnh nhân sẽ là cảm giác rất sợ khi mà đi vệ sinh, nó khác hoàn toàn với chuyện là bệnh trĩ. Ngoài ra thì là có một số yếu tố là khi mà mức độ nứt kẽ thì chúng ta sẽ không sờ đến cái búi trĩ kèm theo. Đây là một cái đặc điểm quan trọng nhất, là cái nứt kẽ là chúng ta thấy là nó rất là đau, mà người ta mình rất sợ khi mà đi vệ sinh. Thì cái đặc điểm của ung thư đại trực tràng thì ngoài cái chuyện là đi vệ sinh ra máu, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là cái máu nó sẽ không phải là ra một phát ồ ạt nhỏ giọt, mà là đầu tiên nó sinh ra đấy, có thể là một dính vào phân một chút, có những cái cục máu đông dính vào phân, hoặc có cái tia máu dính vào phân. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuyện là đi vệ sinh ấy, thì là chúng ta cảm giác như là có những lúc mà đi phân lỏng, có những phút lúc thì đi phân táo bón. Ngoài ra thì là cũng có cảm giác như đau bụng, nhâm nhẩm đau và âm ỉ ở một vùng nào đó, là chính là cái vùng mà phát triển của cái ung thư. Tiếp theo là về toàn bộ tổng trạng cơ thể mình, thì khi mà bị ung thư thì cơ thể bắt đầu gầy yếu, ăn uống kém, hụt cân, người gầy gò và chán ăn.
Đấy là những cái đặc điểm của cái bệnh ung thư. Thì chúng ta lưu ý những cái đặc điểm đấy ở nhà để gợi ý. Thì tốt nhất là chúng ta trên 40 tuổi thì chúng ta nên đi nội soi toàn bộ từ hậu môn đến toàn bộ đại tràng để tầm soát những cái bệnh liên quan đến phần này. Khi mà có triệu chứng thì chúng ta nên đi càng sớm càng tốt. Ok, tức là chúng ta sẽ có những cái sự phân loại của những cái nhóm bệnh đấy. Tuy nhiên thì kể cả chúng ta phân loại xong thì chăng nữa mà chúng ta cứ thấy nó có máu cái thì nên đi kiểm tra. Thì đấy là một cái lời khuyên của bác sĩ Ngọc. Mặc dù là chúng ta nghĩ ra được ở đây thì thực ra là cái phân loại này ấy, là các bác sĩ sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mọi người mà chúng ta mà đi ngoài ra phân đi ngoài ra máu ấy, thì chúng ta nên đi kiểm tra kể cả mọi người có nứt kẽ hậu môn hay là trĩ hay là chúng ta bị polyp đại trực tràng hay là chúng ta có ung thư đại trực tràng. Thì kể cả khi mà chúng ta có máu thì chúng ta cũng nên đi kiểm tra xem nó như thế nào, bởi vì nó sẽ có những cái mà chúng ta nên sàng lọc, chúng ta nên nhiều khi nó có những cái bệnh nhân là vừa có cả trĩ vừa có cả ung thư và chúng ta không biết được cái điều đấy. Thế thì những cái như thế này, một là ok như bác sĩ Hội có chia sẻ chúng ta về cái để mà chúng ta có thể là chúng ta nhận biết được, ví dụ như nứt kẽ hậu môn thì nó đau, đặc biệt là sau khi đi xong nó rất là đau đúng không nhỉ, thì nó giống như là nó bị nứt ra ở cái thịt đấy, nó chảy máu ra thì nó rất là đau và nó đau 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 sau đấy rất là nhiều. Còn đối với cái trĩ thì sau khi mà chúng ta đi xong thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện chảy máu ở cái cuối của phân đúng không nhỉ. Còn cái polyp thì thường nó sẽ là đầu của cái phân, thì thực ra là cái đấy thì cái cuối hay đầu của phân mà cứ thấy có phân có máu dính ở trên phân cái là cứ nên đi kiểm tra cái đã. Đấy là cái mà chắc chắn vì nó đều có nguy cơ cả, có kể cả bất gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên đi đi khám để mà chúng ta sẽ kiểm tra một chút. Rồi, đây chúng ta đã biết được là hiểu được cái bệnh trĩ của chúng ta rồi nhỉ. Ngày hôm nay thì rất là nhiều người chúng ta đã hiểu được cái bệnh trĩ rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết được trĩ nội hay là trĩ ngoại như nào rồi. Cái thứ ba là chúng ta đã biết được cái nguyên nhân gây ra cái trĩ rồi. Thực ra nó là do cái áp lực thôi. Nhiều khi là bê nặng quá, nó bảo là bê nặng có bị trĩ đúng không nhỉ? Hay là có rất nhiều cái mà chúng ta không hiểu. Bảo là ngồi lâu cũng trĩ thì nhiều người nghe rồi, mà giờ bê nặng cũng trĩ mà đứng lâu cũng trĩ. Tức là tất cả những cái mà nó tạo ra cái áp lực và rất là nhiều người mà chúng ta mang bầu cũng trĩ mà khả năng là béo bụng cũng sẽ là có nguy cơ bị trĩ đúng không nhỉ? Thế nhưng những người mà béo phì mà bụng nó to lên thì nó tạo ra cái áp lực, nó cũng sẽ có nguy cơ cao hơn đúng không nhỉ? Theo theo cái nguyên lý khi mà chúng ta nói về cái vấn đề bầu, vì bản chất của nó cũng sẽ là tạo ra cái áp lực. Thế thì đấy là một số những cái nguyên nhân, và từ cái nguyên nhân đấy thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ có những dấu hiệu để chúng ta nhận biết được cái trĩ. Thế thì bây giờ đến cái phần mà quan trọng nhất này, đó là có cách nào để mà dự phòng không bị trĩ được hay không? Thì nhờ bác sĩ Hội có thể chia sẻ cho mọi người ở đây, thì có những người mà chúng ta đã bị rồi thì có cách nào để mà chúng ta giảm cái mức độ mà nó tiến triển nó nặng hơn, và những người mà chúng ta chưa bị thì có cách nào mà chúng ta dự phòng nó được hay không. Thế thì trước khi mà đi vào cái phân đề này, cái chủ đề này nó là cái mà cực kỳ hay, thì nhờ mọi người đang xem ở đây giúp cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ cái để cho nhiều người chúng ta biết được cái vấn đề như này. Ai mà đang có trĩ rồi thì nhớ share lên cái trang cá nhân của mình mà lưu lại, lần sau có gì mà xem lại không là nó trôi mất. Lúc nãy có một người hỏi là cái video này nó có đăng lại không, thực ra là nó không phải là đăng lại mà nó vẫn đang trực tiếp ở trên đấy thôi, nhưng vấn đề là người tìm lại nó khó, thì mà khi mà người share về, người lưu lại ở một chỗ nào đấy mà người tìm nó sẽ là dễ hơn. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo của chúng ta, là nhờ bác sĩ Hội có thể chia sẻ cho mọi người là làm cách nào để mà chúng ta dự phòng để không bị trĩ. Cái thứ hai là những người mà bị rồi thì làm sao để mà dự phòng cho nó không bị nặng thêm. Xin mời bác sĩ Hội ạ. Thì từ cái cơ chế mà gây ra bệnh trĩ là do cái tăng áp lực ở vùng mạch máu vùng hậu môn trực tràng và kèm theo là giãn của cái dây chằng mà ở vùng hậu môn trực tràng, thì khi vậy thì chúng ta phải biết là cái yếu tố nguy cơ đó và những cái nguyên nhân đó gây ra. Thì đầu tiên khi mà chúng ta làm việc lặng thì chúng ta phải hạn chế cái chuyện đấy, nếu mà giả sử một cái công việc cái bắt buộc thì chúng ta phải có cái thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Tiếp theo là khi mà chúng ta làm việc ngồi lâu hoặc đứng lâu thì chúng ta ví dụ ngồi lâu thì chúng ta tầm 30 phút thì chúng ta phải lên đi lại hoặc là đi lại vận động một hai vòng xong bắt đầu chúng ta ngồi tiếp. Tiếp theo là nhất là cái quan trọng cái chuyện là chúng ta bị táo bón thì chúng ta phải ăn nhiều chất xơ, hạn chế uống nhiều nước, hạn chế đồ cay nóng và đồ đồ gây ra táo bón. Và những cái yếu tố mà liên quan đến quá trình ăn uống như là chúng ta uống nhiều rượu bia là cũng một yếu tố nguy cơ rất là cao gây ra bệnh trĩ, thì chúng ta phải hạn chế điều đó lại. Ngoài ra thì là cái chuyện là mang bầu thì là sao, thì chúng ta cũng phải là khi mang bầu rất hay bị táo bón, đấy là một cái những nguyên nhân gây cao khi mà bị trĩ ở những người phụ nữ mang bầu, thì chúng ta phải ăn những cái đồ mát này để tránh táo bón. Thì cái thói quen với bác sĩ Hội nó nói thì thói quen về tập đi vệ sinh rất là quan trọng kể cả cái người trẻ, và khi mà ở đây cái chuyện thói quen thì bây giờ từ người trẻ rất là hay bị khi mà chúng ta thấy rằng là người trẻ thì rất hay cầm cái điện thoại vào nhà vệ sinh, nhiều khi là chúng ta xem hết một bộ phim mà vẫn đi chưa đi vệ sinh xong, thì như vậy thì là cái mạch máu máu ứ lại vùng hậu môn rất là nhiều gây ra cái bệnh trĩ.
nhiều khi là đi vệ sinh xong sờ thấy hormone có một cái cục nào đó rất là lo lắng. Rất nhiều bạn trẻ nhắn tin cho bác sĩ như vậy. Nên chúng ta phải thay đổi cái thói quen, từ thói quen ăn uống này, sinh hoạt này, thói quen đi vệ sinh và thói quen làm việc lao động. Thì ngoài ra nếu mà giả sử mà chúng ta đã bị trĩ và đang bị trĩ ở mức độ là như mức độ có thể là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 hoặc là trĩ ngoại, thì ngoài cái chuyện là chúng ta ở nhà thì là bác sĩ chúng ta có những cái bài tập để tăng cường cái sức của vùng hậu môn trực tràng. Khi mà nó tăng cái sức lực ở vùng đó thì cái chuyện mạch máu nó sẽ đàn hồi rất là tốt. Giống như chúng ta đang tập luyện cái thành mạch nó sẽ tốt hơn, nó cứng hơn, nó không bị giãn ra, máu không bị ứ và máu sẽ có hồi lưu tốt, sẽ trở về tim tốt, thì lúc đó thì sẽ hạn chế được bệnh trĩ và ngăn cái chặn cái chuyện là bệnh trĩ phát triển. Thì đó là cái bài tập gọi là Kegel. Thì Kegel chúng ta bác sĩ rất hay hướng dẫn, thì chúng ta có thể bài tập này của chúng ta có thể tập mọi lúc mọi nơi. Thì ngoài thì là bài tập này là khi mà chúng ta sẽ cảm nhận ở vùng hậu môn, khi chúng ta nhíu hậu môn lại, khi mà chúng ta buồn đi vệ sinh, đấy là lúc mà cái cơ ở vùng hậu môn này nó đang co lại, thì chúng ta nhíu, khi mà chúng ta giơ tay lên thì chúng ta co lấy lại, giữ trong vòng 5 giây, chúng ta nhíu nhíu lại, nhíu hậu môn xong giữ trong vòng 5 giây, khi tay giơ xong bắt đầu là chúng ta hạ tay xuống thì bắt đầu thả lỏng cái cơ ấy ra. Thì mỗi ngày chúng ta làm tầm 100 đến 200 nhịp như thế, sáng một lần tối một lần, thì cái vùng cơ đấy rất là khỏe, cái hệ mạch máu đấy rất là tốt, nó có sự đàn hồi rất là mạnh, máu sẽ được di chuyển lưu thông rất là tốt, thì không có sự ứ động máu. Tất cả cái nơi làm ứ động máu thì nhất là vùng hậu môn trực tràng sẽ gây ra bệnh, rất là bệnh trĩ. Ngoài ra thì chúng ta lên có cái chế độ ăn uống, thì ở trong chúng ta có một loại rau rất là tốt, đó chính là rau diếp cá. Đây là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho những người bị bệnh trĩ. Thì ở trong rau diếp cá thì khi chúng ta ăn thì có rất nhiều chất xơ và có một chất tên là flavonoid. Thì chất này có tác dụng là làm bền thành mạch này, tác dụng là cầm máu này, chống viêm này. Khi mà bố trí sung huyết phù lề thì chúng ta ăn vào nó sẽ giảm sung huyết phù lề. Khi chúng ta đang bị chảy máu thì ăn vào sẽ giảm chảy máu. Thì cái lượng chúng ta ăn là chúng ta ăn tầm 50g đến 100g một ngày. Thì ngoài nếu mà giả sử có những ai mà cảm giác cái mùi đấy khó chịu không ăn được thì chúng ta có thể xay ra, xong chúng ta pha thành nước và chúng ta uống, cho thêm một chút đường cho nó dễ uống. Thì ngoài cái chuyện là chúng ta ăn uống thì chúng ta nên là kèm theo cái kết hợp là ngâm. Thì ngâm tác dụng rất là nhanh. Thì cách sử dụng ngâm rau diếp cá như thế nào cho đúng là đầu tiên chúng ta lấy tầm 200g một nắm rau diếp cá chúng ta mua ngoài chợ hoặc là ngoài vườn. Chúng ta lấy thì tầm 200g. Xong là chúng ta cho một cái xong to là tầm 3 lít nước, chúng ta đun sôi. Và lưu ý là chúng ta cho thêm 2 thìa muối hạt to. Thìa muối hạt to. Chúng ta đun sôi tầm 5 phút. Thì sau đó là chúng ta đun sôi tầm 5 phút chúng ta tắt bếp. Xong chúng ta pha với nước để thành nước ấm, pha với nước lạnh để thành nước ấm. Thì chúng ta ngồi ngâm tầm 15 đến 2 phút thì nó sẽ rất tốt. Tại sao dùng nước ấm? Tại vì nước ấm sẽ giúp cho quá trình là giảm viêm, giảm phù lề và tăng cái tác dụng của cái chất ở trong rau diếp cá nó, mình trong quá trình mình đun lên. Nó thấm vào cái trĩ làm giảm nhanh cái triệu chứng cho mình. Rất nhiều bệnh nhân khi mà trĩ độ 1, độ 2 mà đang chảy máu thì sử dụng cái phương pháp này thì rất là tốt ở nhà và giảm ngay các triệu chứng đau, khó chịu, chảy máu. Thì chúng ta nên áp dụng là ngày 2 lần và tốt nếu mà có thể ngày 3 lần là tốt nhất. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể dùng lá chè, nếu không có lá rau diếp cá thì chúng ta có thể dùng lá chè tươi. Thì trong chè tươi cũng rất nhiều chất là alkaloid, những chất mà giúp chống viêm, giúp sống phù lè và sát khuẩn. Mà một loại lá nữa là lá trầu không, cũng rất là tốt và rất có ở những cái vùng miền quê chúng ta có thể rất là dễ kiếm và điều trị. Nhưng một lưu ý là dùng rau diếp cá, dùng lá trầu không thì chúng ta chỉ dùng tầm 7 đến 10 lá, tại vì tính sát khuẩn của lá trầu không rất là mạnh. Khi chúng ta mà dùng quá nhiều thì có thể gây viêm chợt hoặc là chợt cái bú trĩ và làm cho tăng nặng hơn cái chuyện đau rát của mình. Chúng ta lưu ý cái chuyện là cái lượng lá trầu không phải vừa phải, chỉ tầm 7 đến 10 lá trầu không, và trước khi chúng ta dùng chúng ta nên rửa sạch. Ok, tức là chúng ta sẽ từ nãy giờ bác sĩ hội chúng ta có rất là nhiều thứ đúng nhỉ, không biết là mọi người có ghi được cái không, hay là đến cái đoạn mà ngâm cái mông vào trong cái nồi nước lá diếp cá đúng nhỉ. Bác sĩ Ngọc cũng mới nghe đấy, không ngày hôm nay nếu như mà ai mà bị trĩ là chúng ta sẽ mua cái lá diếp cá, trong đó thì về chúng ta cho muối vào, chúng ta đun lên và lấy cái nước đấy rồi cho đặt cả cái bàn tọa vào trong cái nồi đấy.
chúng ta ngâm một ngày 3 lần thì nó có thể nó sẽ cải thiện được cái bú trĩ của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là lúc nãy bác sĩ hội có nói về 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 cái vấn đề liên quan đến cái việc mà chúng ta uống cái ăn hoặc là uống cái nước lá trứng cá. Thực ra là ăn thì nó còn dễ hơn chứ xay ra, mà ăn mà đã khó rồi xay ra nước thì nhiều khi nó cũng sẽ hơi khó. Thì chúng ta có thể chúng ta ăn cái lá trứng cá thì nó cũng sẽ rất là tốt. Lúc nãy bác sĩ hội cả em một số những cái bài tập nữa của chúng ta, cái bài tập liên quan đến 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 díu cái phần hormone lại. Thì lúc đấy không biết là mọi người đang còn nghe có thử tập luôn không. Bác sĩ Ngọc là đang nghe là nghe đến đâu là thử tập đến đấy, nhưng mà thấy nó cũng díu lại ở bên dưới rồi. Cái này thì chúng ta có thể là mỗi một lần khi mà chúng ta đi vệ sinh các thứ, chúng ta có những bài tập như thế này thì nó sẽ là cải thiện rất là tốt cho cái búi trĩ. Cái này các bác sĩ Ngọc cũng sẽ là thực hiện cái vấn đề như thế này của chúng ta. Sau đó thì mà một số cái nữa là gì, đó là chúng ta cố gắng là hạn chế cái việc mà ngồi lâu, đúng nhỉ, 30 phút đi lại một lần. Từ nãy đến giờ chúng ta live stream 30 phút rồi đấy bác sĩ Hội ạ. Mà cứ live stream như này là chính hai bác sĩ là trí là đầu tiên này, cứ một lúc sau là chúng ta ai ở đây chúng ta đi lấy nước các thứ thì chúng ta đi nhá. Thỉnh thoảng là sẽ đứng dậy ngồi xem bác sĩ Ngọc thì bác sĩ Hội thì thôi thì chấp nhận live stream thì 1 tiếng thì tranh thủ là lâu lâu lại đi lại tí thì cũng cũng được, nó đỡ lắm. Nhưng mà nhiều khi là cứ 1 tiếng live stream là không 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 đi lại được thì nó cũng sẽ hơi khó. Rượu bia đó là cái mà chúng ta cần tránh, đúng nhỉ, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến cái trĩ là cái rượu bia, chúng ta sẽ lưu ý ở cái chỗ đấy. Ok, đấy là một số những cái mà hy vọng là chúng ta có những cái bài tập. Thực ra là ngày hôm nay chúng ta đã bỏ túi được một số những cái cách để mà chúng ta đã làm được rồi. Thứ nhất là bài tập mà díu cái phần cơ của hormone lại, không biết mọi người có tập được díu hay không, nhưng mà đại loại là chúng ta cứ díu lại đi được thế nào hay thế đấy. Cái thứ hai là chúng ta dùng cái lá diếp cá cả ăn cả ngâm, có thể là sử dụng cái lá trà xanh. Trà xanh ngâm có được mất hội nhỉ? Dạ, trà xanh thì rất là tốt ạ. Trà xanh thì có chất là flavonoid và Nhưng chất mà là mình uống hay là mình ngâm nhỉ? trà xanh là mình ngâm ạ. À, ngâm, Ngâm. Dạ. ok. Chúng ta không có lá diếp cá thì chúng ta lấy lá trà xanh chúng ta ngâm vào thì nó cũng sẽ là cải thiện cho chúng ta. Cái thứ ba là cái lá trầu không. Lá trầu không thì lưu ý là ngâm vừa vừa thôi, nhiều khi nó bỏng hết cả mông ấy. Cái độ kháng sinh của cái trầu không, nhiều người mà chúng ta dùng cái lá trầu không mà điều trị nám lúc đầu nó rất là đẹp, nó sáng, sau đó nó mất sắc tố luôn ấy. Mà không biết mọi người mà ngâm nhiều mông không biết có mất sắc tố không, lúc đúng trắng trắng nữa. Thì chúng ta ngâm vừa thôi, lúc lúc nãy bác sĩ hội bảo là tầm 7-8 lá gì đấy thôi thì chúng ta ngâm. Thì đấy là một số những cái để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề trĩ của chúng ta rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đến một cái phần nữa, đó là điều trị nó như thế nào. Bởi vì rất là nhiều người từ nãy đến giờ ở đây hỏi, rất là nhiều người hỏi về cái vấn đề là làm sao để mà điều trị trĩ, lúc nào thì cần điều trị. Ví dụ như chúng ta đã biết được là gì, có trĩ nội và trĩ ngoại, đúng nhỉ. Trĩ nội thì có độ 1, độ 2, độ 3, độ 4, trĩ ngoại nữa. Thế thì lúc nào thì chúng ta cần phải điều trị và lúc nào thì chúng ta có thể chúng ta tự chúng ta xử lý nó tại nhà. Thì nhờ chỗ có thể là chia sẻ và những cái bài điều trị ở đây chúng ta sẽ có những cái bài thuốc nào hay là cái phương pháp nào để điều trị, thì nhờ chỗ có thể nói sâu hơn về cái này được không ạ? À, vâng. Thì điều trị trĩ thì khi mà vừa chúng ta biết là trĩ thì có 4 mức độ, thì thường thì độ 1, độ 2 thì chúng ta có thể điều trị ở nhà. Và ngoài ra thì trĩ thì phân thành trĩ có triệu chứng và không có triệu chứng. Thì triệu chứng có nghĩa là chúng ta bị chảy máu nhiều này, chúng ta bị đau này, bị lòi da này, rất là gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt. Thì rất nhiều người đến với bác sĩ khi mà bệnh nhân là ảnh hưởng rất là nhiều, khi ví dụ đi ra ngoài bạn nhà bạn chơi hoặc là đi ăn uống thì không dám đi lâu, ngồi lâu, tại vì là chỉ cần buồn đi vệ sinh hoặc là ngồi cái tự nhiên nó lòi ra rất là khó chịu. Ví dụ mình đang ăn cỗ mình không thể nào mình ấn tay dùng tay ấn lên được, mình chạy vào nhà vệ sinh rất là khó. Nên là cái chỉ định khi mà nếu mà chúng ta cố gắng là tốt nhất là chúng ta phát hiện sớm, hoặc là chúng ta biết là người thân trong gia đình phát hiện sớm, độ 1, độ 2 chúng ta có thể xử lý bằng những cái biện pháp mà vừa bác sĩ hội nói là điều trị trĩ ở nhà là tốt nhất. Thì còn khi bắt đầu là chúng ta khi mà độ 3 mà bắt đầu nó lòi ra mà chúng ta phải dùng tay ấn lên, hoặc độ 4 mà chúng ta dùng tay ấn thì không được, hoặc là khi mà trĩ chảy máu quá nhiều mà chúng ta ở điều trị ở nhà mà nó không đáp ứng thì chúng ta bắt đầu phải lên điều trị bằng dùng thuốc. Thì khi mà điều trị ở nhà bắt đầu là dùng thuốc thì chúng ta dùng những loại thuốc thì có tác dụng là làm bền thành mạch. Thì ở trên thị trường thì có những loại thuốc làm bền thành mạch, hỗ trợ là chống viêm, thì là ở mạch máu thì như là thuốc đắp lông của Pháp rất là tốt. Ngoài ra thì những cái loại thuốc mà chúng ta hay nghe quảng cáo thì đều có tác dụng là kháng khuẩn chống viêm làm bền thành mạch. Ví dụ như là thuốc bên Tây y, Đông y thì có thuốc là tốt trĩ hoặc là Colchicro. Ngoài ra thì là chúng ta có những loại thuốc bôi và thuốc đặc thì đều có tác dụng là chủ yếu là tác dụng là làm bền thành mạch. Còn
về khi mà chúng ta còn không đáp ứng với cả những loại thuốc thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái chuyện là can thiệp. Thì can thiệp là can thiệp nội khoa, có nghĩa là chúng ta dùng những cái biện pháp nhẹ nhàng, ví dụ như chúng ta tiêm hoặc là chúng ta thắt, thì là đấy là những cái can thiệp nhẹ nhàng. Ví dụ về mặt tiêm thì chúng ta có là tiêm tiêm sơ bề mặt để coi cái bề mặt nó đang sưng phù lề, chúng ta sẽ làm chắc cái bề mặt, sẽ giảm quá trình chảy máu, giảm quá trình viêm. Thì ngoài ra có một phương pháp nữa là tiêm triệt mạch, thì có nghĩa là mỗi cái búi chĩ thì sẽ có những cái mạch máu nuôi, thì chúng ta có thể tiêm vào đúng cái mạch máu nuôi thì nó sẽ triệt hoàn toàn cái búi chĩ. Thì khi mà sau đó thì chúng ta đầu tiên là nghĩ đến cái chuyện là điều trị nội khoa trước, sau đó khi mà nội khoa không đáp ứng thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái chuyện là phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì có rất nhiều phương pháp phẫu thuật, là phẫu thuật là cổ điển, là những cái phương pháp phẫu thuật là Fovea sơn, minergan màu gan, đấy là những cái phương pháp cắt đơn thuần và có thể là khâu hoặc là để hở lại. Hiện tại thì là ngoài ra thì chúng ta hiện tại thì chúng ta trên thị trường thì có một phương pháp là phương pháp mổ lông gô, thì chúng ta dùng máy. Thì cơ chế của phương pháp mổ lông gô là chúng ta cắt một khoanh niêm mạc ở trên cái đường lược. Thì khi cắt như thế thì cắt máy sẽ cắt một đoạn khoanh thì cắt luôn cả cái mạch máu nuôi của cái búi chĩ đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ kéo lên. Còn do vậy là chúng ta không hề tác động hoàn toàn đến các búi chĩ, nhưng mà thì là chúng ta sẽ kéo các búi chĩ lên để tránh cái tình trạng xa ra ngoài. Thì phương pháp lungo thì đặc điểm rất là hay là chúng ta hạn chế cái chuyện chảy máu và hạn chế chuyện đau, nên là nhiều bệnh nhân mổ lungo xong thì có thể đi ra viện thì trong vòng tầm 1 đến 3 hôm. Ok, tức là chúng ta sẽ có những cái là liên quan đến nội khoa, đầu tiên là những cái mà không cần dùng thuốc, chính là những cái mà bác sĩ Hội có chia sẻ cho mọi người đấy, để chúng ta có thể là chúng ta sẽ dự phòng này. Cái thứ hai nữa là sẽ có một số những cái loại thuốc để mà chúng ta bôi vào, mục đích của nó để cho nó ổn định cái thành mạch, đúng không nhỉ? Bản chất của cái trĩ là nó do cái thành mạch nó bị tạo cái áp lực và nó bị sa xuống, thì bây giờ chúng ta bôi một số những thuốc để cho cái thành mạch nó được chắc lại, nó giữ cái thành mạch nó sẽ là ổn định, thì nó sẽ hạn chế cái việc mà sa xuống. À, có một số những cái, thế thì gần như là những cái loại mà thuốc bôi nó đều giải quyết cái vấn đề đấy, đúng không nhỉ? Thế thì nếu như mà cái trường hợp mà nó đã sa xuống rồi thì cái việc mà thuốc bôi thì gần như cái việc giải quyết nó cũng sẽ rất là khó, đúng không bác sĩ Hội nhỉ? Đúng rồi, cái khi mà nó xa xuống rồi thì là mức độ nặng rồi. Ngoài chuyện xa là của cái mạch máu nó giãn ra quá nhiều thì còn cả cái hệ dây chằng là bắt đầu là vùng hậu môn bắt đầu nó yếu dần. Thì lúc đó khi mà chúng ta uống thuốc thì rất rất ít có hiệu quả. Ok, tức là lúc đấy là chủ yếu là cái việc mà bôi ấy, thì mọi người sẽ chủ yếu là cái mức độ mà nó đang mức độ nhẹ thì chúng ta có thể chúng ta bôi thôi, chúng ta dùng cái nội khoa. Nó sẽ có một cái trường hợp nữa là chúng ta tiêm để teo cái búi chĩ thì là như thế nào, bởi vì có một số những người chúng ta bảo là có những phương pháp mà tiêm để mà teo sơ hay là cho teo cái búi chĩ, thì bác sĩ có thể là chia sẻ thêm về cái phương pháp này được không? Thì trước kia thì là ngày xưa thì khi mà chúng ta mà đi chiến tranh thì rất nhiều các bộ đội bị bệnh chĩ, thì lúc đó thì là người ta sẽ ngày xưa thì rất là cổ điển, người ta sẽ thấy cái búi chĩ nó đang căng đang phồng thì người ta sẽ tiêm những cái chất là chất chống viêm này, nhiều khi nó có những cái chất mà làm bền thành mạch, thì là tiêm vào đó thì cái mạch máu bắt đầu nó sụn lại, tiêm bề mặt thôi, thì cái đấy gọi là tiêm sơ, nó sẽ sơ hóa cái bề mặt. Thì lúc đó thì ví dụ các chiến sĩ chúng ta đang chảy máu thì chúng ta sẽ bị ngừng chảy máu luôn, nó giảm ngay cái triệu chứng cho chúng ta. Nhưng mà đấy là chỉ giải quyết triệu chứng thôi, còn khi mà hiện tại thì hiện đại hơn thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp là tiêm triệt mạch, cũng như người ta tìm đúng cái mạch máu nuôi thì người ta tiêm vào đúng cái mạch máu thì là toàn bộ quá trình nuôi của mạch máu nó sẽ bị ngưng và chúng ta sẽ gọi là triệt triệt cái mạch đó. Thì ngoài ra thì là ở hiện đại có cái phương pháp là khâu triệt mạch, thì là cơ chế thì nó cũng tương tự nhưng mà nó hiệu quả thì nó kém hơn so với phương pháp tiêm triệt mạch. Ok, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái phương pháp. Thực ra là cái này nếu như mà tốt nhất thì mọi người muốn tìm hiểu hay là điều trị nha, mọi người inbox trực tiếp cho bác sĩ Hội nha. Bác sĩ Ngọc thì không sâu về cái trĩ đâu. Đây có một người đang còn chia sẻ về trĩ, lại tư vấn viêm họng mãn tính thì nó sẽ hơi xa xa một tí. Chúng ta đang nói ở cái đoạn cuối của cái đường tiêu hóa, chúng ta lại hỏi cái đoạn đầu thì sẽ có những cái chủ đề đấy riêng sau. Cái đấy thì chúng ta sẽ hỏi sau. Thì ở đây mọi người có thể là chúng ta follow thêm cái kênh của bác sĩ Hội ở đây. Thì chúng ta có thể là có những cái câu hỏi nào chúng ta inbox cho bác sĩ Hội ở trên cái fanpage này. Đây là cái fanpage mà bác sĩ Ngọc có show ở đây. Bác sĩ Ngọc có ghim cái đường link của cái fanpage này ở trên cái kênh YouTube của bác sĩ Ngọc, nó sẽ hiện ở đầu tiên, cái comment đầu tiên đấy, cả YouTube cả fanpage đấy, à đây mình có ghim ở đây rồi. Thì mọi người có thể là chúng ta vào chúng ta follow cái kênh của bác sĩ Hội cái, xong đó thì có gì mọi người sẽ hỏi trực tiếp cho bác sĩ Hội nha. Mấy cái trí này mà mọi người hỏi bác sĩ Ngọc là bác sĩ Ngọc chịu đấy, không không biết trả lời đâu. Mọi người inbox cho bác sĩ Hội chứ không hỏi bác sĩ Ngọc là bác sĩ Ngọc chịu.
Rồi, thế thì đấy là một số những cái mà chúng ta sẽ liên quan đến cái vấn đề về điều trị trĩ. Thì những cái mà mọi người hỏi chuyên sâu hay là tư vấn cần điều trị thuốc như thế nào thì mọi người có thể là chúng ta sẽ hỏi trực tiếp bác sĩ Hội nha. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp. Mọi người có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, rồi sau đó thì nhờ bác sĩ Hội sẽ trả lời cho mọi người. Chúng ta có câu hỏi nào mọi người comment các câu hỏi xuống đây nha. Rồi trước khi mà đến phần hỏi đáp thì nhờ mọi người chúng ta cho bác sĩ Ngọc một cái lượt chia sẻ cái. Bác sĩ Ngọc đi lấy nước cái 30 phút rồi, phải đi lấy nước không là nó trĩ mất. Thì mình có thể nói thêm cho mọi người hiểu hơn là cái bài tập cơ hồ thì là bài tập đấy là ngoài cái chuyện là chúng ta có thể là ngăn ngừa cái bệnh trĩ, hạn chế cái chuyện là tiến triển của bệnh trĩ, thì ngoài ra thì chúng ta có thể rất là tốt trong cái chuyện là khi mà phụ nữ sau sinh xong thì rất có nguy cơ bị sa trực tràng. Thì cái đấy là, hoặc là những người mà những cái bác mà rất lớn tuổi mà sinh rất nhiều con thì đấy là một cái những yếu tố mà nguy cơ cao gây ra sa trực tràng. Thì cái bài tập cơ gồ này thì chúng ta áp dụng rất là tốt, nhất là các bác mà sinh nhiều con, sinh tầm 4 đến 5, có những bác sinh 7 con thì nguy cơ rất là cao gây sa trực tràng. Hoặc là những bạn nữ bây giờ là hay hay sinh con là ví dụ một 3 năm sinh hai bé, hay là sinh gối nhau liên tiếp, thì cái lúc đó cái cơ vùng trực tràng và vùng 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 sàn chậu rất là yếu. Thì chúng ta tập cái bài tập này thì có làm tăng cái sức mạnh của cái cơ vùng sàn chậu. Cái bài tập này không chỉ là tăng cái sức cơ vùng hậu môn trực tràng mà toàn bộ cái vùng sàn chậu nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nên là khi mà những bạn nữ mà sau khi sinh xong, hoặc những cái bác mà sinh để hạn chế hoặc là có dấu hiệu sớm của sa trực tràng, thì chúng ta nên là phải tập sớm và tập đều đặn thì sẽ hạn chế, vì bệnh sa trực tràng rất là khổ và chúng ta phải mổ rất là phức tạp. Ok, cái này có khi nhờ bác sĩ Hội làm một cái video hướng dẫn cho mọi người đi. Nhiều khi nói như này sẽ hơi khó, xong đó thì đăng lên trên cái fanpage ấy, thì mọi người có thể là chúng ta qua đấy chúng ta sẽ xem cái hướng dẫn đấy thì nó sẽ là dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần hỏi đáp. Bác sĩ Hội có tranh thủ mà đi lấy nước cho nó đứng dậy cái nó đỡ trĩ không? Ok, chúng ta bác sĩ Hội có sẵn nước ở đây rồi. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên của Giàu Lê. Hơn 10 năm trước tôi đi ra máu, sau đó tự hết và có xuất hiện một phần nhỏ lồi ra bên ngoài hậu môn cỡ đầu đũa đến nay. Lâu lâu thấy cộm đau, tôi đi khám bác sĩ nói là thịt dư, vậy tôi có nên đi nội soi không ạ? Thì nhờ bác sĩ Hội có thể là trả lời cái câu hỏi này. Thịt dư. Thường thì nếu mà 10 năm rồi mà bác đã đi ra ra máu và sau đó tự hết, thì chúng ta, nếu mà chúng ta chưa đi nội soi nào thì chúng ta phải lên đi nội soi, để nội soi kiểm tra để biết được rằng cái nguyên nhân chảy máu thì có thể là do trĩ hay là do polyp hay là do nứt kẽ, hoặc có bệnh lý nào khác nguy hiểm hơn không. Thì tốt nhất là chúng ta lên đi nội soi toàn bộ cả phần đại tràng, phần hậu môn là tốt nhất. Còn Ok, phần tức là thịt dư là cũng cũng nên là đi đi kiểm tra. Còn cái phần mà thịt dư thì chắc là nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ, nó là theo kiểu một cái lành tính nhỉ. và đúng ạ, phần thịt dư là phần lành tính, và chúng ta nếu không quá khó chịu thì chúng ta cũng không nên xử lý gì, trừ khi là nó căng tức, nó phát triển mạnh thì chúng ta mới lên xử lý. Ok, chúng ta có câu hỏi thứ hai của Luyến Hà. Bác sĩ ơi, ngâm diếp cá thì một tuần ngâm mấy lần hả bác sĩ? Thì nhờ bác sĩ Hội. Chúng ta nếu mà chúng ta đang đang cơn trĩ cấp, ví dụ nó đang, ví dụ chúng ta bị đang chảy máu, thì chúng ta lên vừa lên kết hợp vừa ngâm mà vừa ăn là tốt nhất. Tại vì trong rau diếp cá có chất xơ giúp nhuận tràng rất là tốt, thì chúng ta phân đi mềm. Và thứ hai nữa là khi mà đang cơn trĩ mà đang chảy máu thì chúng ta ngâm cả tuần luôn, ngày một ngày ngâm 2 lần thì là tốt nhất. Tức là xong một tuần thì dừng lại hay là cứ 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 ngâm mãi hay như thế nào? Chúng ta thường là chúng ta ngâm tầm 7 đến 14 ngày. Ok, chúng ta sẽ có là 1 cho đến 2 tuần đúng không nhỉ mọi người? Mỗi ngày chúng ta ngâm tầm 2 đến 3 lần gì đấy trong vòng 7 cho đến 14 ngày. Nếp lằn hậu môn là như thế nào, có phải là bị trĩ không bác sĩ? Thì nhiều bác sĩ Hội có thể là trả lời câu hỏi này, và nhiều khi nó là có những cái từ ngữ khoa học nhiều người chúng ta không biết được cái này. Nhiều bác sĩ Trịnh Hội ạ. Cái lớp lằn hậu môn nó chính là cái lớp da thừa của hậu môn. Tại sao lại? Tại vì là khi mà chúng ta tưởng tượng là khi mà hậu môn, khi chúng ta mà không đi vệ sinh thì chúng ta nhíu lại, thì khi mà cái lớp đấy, khi chúng ta nhíu lại thì có những cái lớp đấy tạo thành những cái lớp lớp da, thì để khi căng ra thì chúng ta nó căng tròn đều. Đấy là cái lớp đấy, để khi mà nếu mà chúng ta không có lớp đấy, khi căng ra thì rất gây bị gây lứt kẽ hậu môn. Chúng ta đấy cái lớp sinh lý, và từ khi từ nhỏ chúng ta đã có cái lớp đấy
cái lết bé rất là tốt khi mà để quá trình phục vụ, quá trình mà chúng ta đi vệ sinh nó không bị đau. Ok, tức là nó là những cái mà sinh lý bình thường, tức là không phải là trĩ đâu, nên là chúng ta sẽ biết được là ngày hôm nay như thế, nhiều khi lại thấy lại lo lắng, lại thấy cái nếp nó lăn ở ở đấy, tưởng là trĩ, rất là lo, giống như ngày xưa mà đi 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 da liễu, chị Ngọc có đi da liễu thì ở nam giới nó có cái hạt ngọc sinh dục ấy, nhiều người nhìn vào lại cứ tưởng là sùi màu gà ấy. Rất là lo lắng về cái đấy, thì đấy tất cả những cái nếp lăn hậu môn đó là những cái mà sinh lý chúng ta nha, chúng ta không phải quá lo lắng về nó. Tôi bị trĩ độ 1, mỗi ngày rửa lá rau diếp cá hoặc là ngâm nước lá trầu không thì có được không bác sĩ? Bác sĩ Hội có thể nói lại cái này một chút. À, nếu mà bạn bị trĩ độ 1 mà bạn rửa rau diếp cá mỗi ngày thì là tốt quá. Bạn có thể ăn kết hợp. Còn nếu mà bị rau diếp cá độ 1 thì cũng rau diếp cá là sử dụng là một biện pháp rất là tốt để ngăn ngừa diễn tiến nặng thành độ 2 và những cái biến chứng xảy Ok. ra như chảy máu. Nhà bác sĩ Hội nói như thế là hơi hơi khó một chút đấy, mà mọi người có thể là rửa xong rồi ăn một chút nữa là chết dở, tức là cái lá rửa và lá ăn nó là hai lá khác nhau nha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục một câu hỏi nữa, đó là câu hỏi của Tần Trần Thị Trần Thị Tần: phương pháp nào là điều trị hiệu quả nhất nhờ bác sĩ tư vấn? Tức là ở đây chúng ta có rất là nhiều những phương pháp về điều trị trĩ rồi nhỉ, thế thì cái phương pháp nào là cái phương pháp mà được xem là tốt nhất, bác sĩ Hội có thể là chia sẻ cho mọi người được không? Hiện tại thì hiện tại ở bên khoa học ở trên thế giới và ở Việt Nam thì là không có một phương pháp nào hiệu quả, mà chỉ có phương pháp nào phù hợp với nhất đối với mỗi một cơ thể hóa. Thì mỗi một cái người có một giai đoạn, một cái tình trạng khác nhau thì chúng ta sẽ để lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên sử dụng mà chúng ta nên điều trị sớm, phát hiện sớm để điều trị ở nhà để ngăn ngừa những cái diễn biến nặng, sự phát triển của bệnh. Chúng ta hạn chế cái chuyện là phẫu thuật để điều trị bệnh trĩ. Ok, tức là nó phụ thuộc vào cái từng mức độ nữa, chứ bây giờ nó không có một cái nào nó gọi là hiệu quả nhất cả đâu. Nhiều khi là cái mức độ 1 thì hiệu quả nhất là ngâm cái lá lá diếp cá, nhưng mà cái mức độ mà nó 4 rồi thì nó lại là một cái phương pháp khác, nên là nó sẽ không có một cái gì nó là hiệu quả nhất. Thì ở đây thì cái tốt nhất là mọi người xem là cái mức độ của mọi người như thế nào, mọi người nhờ cái hội tư vấn thì mới biết được cái nào nó là cái tốt nhất, chứ còn nó sẽ không có một cái gì là chung chung đâu. Polyp đại tràng sigma thì có nguy hiểm không bác sĩ? Nhiều bác sĩ Hội. Polyp đại tràng sigma thì rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta mà khi mà phát hiện nội soi qua nội soi đại trực tràng hoặc là toàn bộ khung đại tràng thì chúng ta nên xử lý sớm. Tại vì là tỷ lệ mà polyp đại tràng mà chuyển thành ung thư đại tràng rất là cao, nhất là vùng sigma. Nên là chúng ta nên xử lý sớm, và đây là một cái chúng ta rất là may mắn khi mà chúng ta phát hiện khi mà ở giai đoạn là polyp. Tức là nó có nguy cơ nó chuyển sang cái ung thư đúng không nhỉ? Tức là nguy cơ cao đúng không nhỉ? Thì khi mà đang gặp Nguy cơ polyp cao. thì chúng ta xử lý sớm. Rồi, chúng ta có một câu hỏi nữa là trĩ phẫu thuật rồi mà nó lại vẫn bị lại thì bây giờ phải làm sao? Thì nhờ bác sĩ Hội chia sẻ cái trường hợp này. Chỉ mà chúng ta mà phẫu thuật rồi thì chúng ta phải biết sang xem nó làm phẫu thuật bằng phương pháp gì, và sau đó thì là phải đánh giá cái tình trạng là bị lại chỗ nào, bị lại chỗ phẫu thuật hay là bị lại chỗ khác, thì chúng ta sẽ đưa ra cái phương án phù hợp. Nếu mà chúng ta bị lại mà nó chỉ là nó nhỏ hơn mình lúc trước thì chúng ta có thể là tự điều trị ở nhà là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà nó vẫn bị nhiều hơn, phát triển mạnh hơn thì chúng ta còn nên xử lý một lựa chọn một cái phương pháp là phù hợp nhất đối với cái tình trạng bị tái phát như của bạn. Ok, lúc này bác sĩ Hội có chia sẻ chúng ta về một số những cái đồ ăn rồi, thế thì bây giờ là trĩ nội thì cần kiêng những cái gì? Tức là chúng ta là nên ăn diếp cá, uống trà xanh đúng không nhỉ? Thế thì có cái gì mà chúng ta cần phải kiêng không? Nhiều bác sĩ Hội có thể là chia sẻ. Thì Ngoài bia rượu, lúc nãy có nói bia rượu rồi đúng không nhỉ? hiện tại thì là chúng ta nên hạn chế những cái đồ nào mà gây đồ cay nóng ăn rất là nhiều, nó sẽ gây giãn ra cái mạch máu rất là nhiều. Thứ hai là cái chuyện là nó làm cho chúng ta bị táo bón rất là nhiều thì chúng ta phải kiêng, và những cái loại thuốc nào mà gây táo bón thì chúng ta cũng phải hạn chế. Thì ngoài ra thì là kiêng thì chúng ta nên lên là cái chuyện là cái đồ ăn uống làm sao mà nó phải hợp lý để tránh tránh chuyện táo bón là hợp lý nhất. Ok, tức là tất cả những cái gì mà nó làm có nguy cơ nó sẽ là táo bón, tốt nhất mọi người ăn nhiều rau xanh lên là nó đỡ thôi, nhiều chất xơ. Bác sĩ Hội cho số điện thoại, cái này có khi bác sĩ Hội có nhiều người, một là mọi người sẽ inbox trực tiếp trên Facebook của bác sĩ Hội nha. Chúng ta bác sĩ Ngọc có ghim ở trên đấy rồi, hoặc là bác sĩ Hội có Zalo không nhỉ? Nhiều khi là bác sĩ mà
nghe điện thoại là cũng mệt phết đấy. Thì bác sĩ có khi cho cái Zalo cho mọi người, ai cần thì mọi người nhắn cho bác sĩ Hội. Mọi người có thể follow kênh của bác sĩ Hội để nhắn tin ở trên đấy ạ. Ok, trên 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 kênh nó có số điện thoại các thứ luôn đấy, thì mọi người có thể là mọi người Người inbox cho follow bác kênh sĩ mà nhắn. Hội. Đây 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 đây, trên trên kênh đây. Nhiều nhiều khi các bác sĩ là rất là ngại số điện thoại, nó quá tải liên tục ấy, nên là mọi người nhắn tin trực tiếp ở trên này. Đây có cái mục nhắn tin đây này, thì mọi người có thể là mọi người vào trong này, xong đó thì chúng ta follow, chúng ta nhắn tin cho bác sĩ Hội nhá, thì nó sẽ là ok hơn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chờ thì xem các câu hỏi. Tôi bị trĩ nội độ 3 nên phẫu thuật ngay hay là uống thuốc ạ? Thì nhờ bác sĩ Hội ạ. Thì nếu mà trĩ nội độ 3 thì theo cái chỉ định của cái hiệp hội mà Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội của Mỹ thì chúng ta đã có chỉ định là phẫu thuật, thì chúng ta có thể lựa chọn phẫu thuật phương pháp phù hợp. Nhưng mà theo lời khuyên của bác sĩ thì có những cái phương pháp mà chúng ta có thể điều trị mà nội khoa trước khi mà chúng ta can thiệp phẫu thuật, tại vì khi một cái cuộc phẫu thuật xảy ra thì chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ chuyện là kinh tế nó sẽ tốn nhiều tiền, thứ hai là chúng ta sẽ phải ít nhất là phải gây tê thủy sống, hoặc không có thì nếu mà chúng ta không gây tê được thì bắt đầu chúng ta phải gây mê. Thứ hai nữa là cái quá trình mà hậu phẫu, có nghĩa là chúng ta chăm sóc sau phẫu thuật thì khá là phức tạp, và vệ sinh hàng ngày rất là phức tạp. Ngoài ra cái chuyện là ăn uống thì chúng ta phải kiêng cữ sau phẫu thuật rất là nhiều. Nếu mà chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp phù hợp, ví dụ như là chúng ta tiêm chỉ cũng là một phương pháp phù hợp. Với đối với chế độ 3, chế độ độ 3 thì bác sĩ cũng thấy là cái hiệu quả trước khi chúng ta cân nhắc cái chuyện là phẫu thuật. Ok, tức là trường hợp mà bắt buộc thì mới phải phẫu thuật thôi, chứ còn nếu như mà các phương pháp khác mà nó vẫn còn giải quyết được ấy, thì chưa cần. Thì nhiều khi là chúng ta có những người người ta sẽ lạm dụng cái vấn đề phẫu thuật đấy, thì cái này thì mọi người lựa chọn cái nào mà nó sẽ là tốt nhất cho chúng ta. Bác sĩ ơi, mình rất hay bị đau hậu môn, trước đây 1 năm chỉ bị một lần, gần đây cơn đau mau dần, đau như vỡ hậu môn, ngồi bồn cầu cả đêm, không biết có phải bị trĩ hay trực tràng, nhờ bác sĩ Hội có thể là trả lời câu hỏi này được không ạ? Cái chuyện mà triệu chứng mà đau hậu môn thì nó là cái triệu chứng có thể là bệnh trĩ, nhưng có thể là bệnh của bệnh nứt kẽ hậu môn, hoặc là có bệnh của một cái số bệnh khác, ví dụ như là ở polyp ở cạnh hậu môn. Khi mà chúng ta đi vệ sinh mà cái khối polyp nó nằm ranh giới ở phần đần hậu môn và trực tràng, khi chúng ta đi chúng ta dặn quá mạnh thì cái phân nó đi ra cùng với cả cái polyp, nó sẽ chèn ép làm dây chúng ta đau, tăng cái cảm giác lên. Thì khi đó thì để tìm được nguyên nhân thì tốt nhất là bạn đi khám và đi nội soi ở những bệnh viện có uy tín để xem được là cái nguyên nhân xảy ra là gì. Nếu mà nhiều, tốt nhất là chúng ta, ngoài ra nếu không tìm ra nguyên nhân, chúng ta có thể đo cái trương lực, cái áp lực của ống hậu môn để chúng ta biết rằng chúng ta có bị tăng áp lực của ống hậu môn làm hẹp hậu môn. Thì đấy là một cái nguyên nhân khi mà đi vào ống hậu môn quá nhỏ mà phân thì to thì đi ra thì rất là đau. Đấy là một cái gợi ý để bạn có thể biết được. Thì tốt nhất là bác sĩ khuyên là bạn nên đi khám nội, ít nhất là nội soi trước. Ok, để xem nó là cái gì cái đã, chứ nhiều khi mình cũng chưa biết là cái gì, nên là nó cũng sẽ rất là khó, không biết là nó là bệnh gì. Bạn nhà bác sĩ Ngọc có bán rau mồng tơi không? Không bán đâu nha, nhà có mỗi 2 cây dùng để ăn thôi. Ăn rau mồng tơi nó cũng đỡ trĩ đúng không, nó nhiều Dạ chất đúng. xơ, nó dễ đi vệ sinh hơn, nên là trồng để dành để ăn. Nhưng bác sĩ Ngọc không bán, mọi người có thể là ra ngoài chợ để chúng ta mua rau mồng tơi. Ngày hôm nay không biết là ai tặng cho bác sĩ Ngọc mấy con cua mà bây giờ vẫn chưa biết là ai cả, mà vợ cứ giục bác sĩ Ngọc là phải tìm bằng được cái người tặng, bởi vì cua nó ngon quá. Vợ đang ăn chay mà tự dưng có người tặng cua mà vẫn ăn luôn. Chào bác sĩ, soi bị búi trĩ có nguy hiểm không ạ bác? Cảm ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ Hội. Thì bệnh trĩ là một bệnh lành tính, nếu mà chúng ta soi thì búi trĩ, nhưng mà nếu mà trĩ độ 1, độ 2 thì chúng ta lên như với bác sĩ nói thì chúng ta lên sử dụng là các cái biện pháp tại nhà, như là tránh táo bón này, hạn chế với những cái thói quen gây tăng áp lực như là đứng lâu, ngồi lâu hoặc bê vác việc nặng. Thì ngoài ra chúng ta có thể ăn uống lành mạnh và ăn rau diếp cá thường xuyên, có thể ngâm rau diếp cá thì chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa và ngăn sự phát triển của bệnh. Nên là bạn không quá lo lắng nhé. Ok. Bác sĩ ơi, trĩ nội và trĩ ngoại thì loại nào nguy hiểm hơn? Trĩ nội chỉ phát hiện được khi nội soi đại tràng, thì nhờ bác sĩ Hội có thể là chia sẻ, thế thì hai cái loại đấy thì cái loại nào nó sẽ là nguy hiểm hơn, nhờ bác sĩ. Thì hai loại đều có một cái mức độ nguy hiểm khác nhau. Thì trĩ nội nó tăng sinh mạch máu rất là nhiều, thì rất nhiều người khi mạch máu bác sĩ khám thì mạch và kiểm tra thì mạch máu rất là phát triển. Nhiều người cái mạch máu nuôi ở búi trĩ nó to, rất là to,
thì khi đó thì chúng ta rất dễ bị chảy máu, thì chảy máu rất là nhiều, có người thì chảy máu nhợt nhạt và cái huyết sắc tố xuống, cái lượng hồng cầu trong máu xuống rất là thấp, có những người phải chuyển đến ba bốn bịch máu, thì đấy là một cái dấu hiệu nếu mà mình để lâu có thể ảnh hưởng suy nhược cơ thể và ảnh hưởng nhiều khi có ảnh hưởng đến tính mạng. Như đối với chi ngoại thì nếu mà chúng ta mà không xử lý sớm, không biết cách để dự phòng mà để ngăn ngừa để phát triển thì chi ngoại sẽ xảy ra những cái một vài cái biến chứng như là máu tụ lại nhiều gây tắc mạch, thì lúc đó thì những cái mạch máu nó tắc lại thì thành những cục máu đông thì rất dễ gây hoại tử những cái búi trĩ, thì nó cũng là nguy hiểm. Nên là mỗi loại có một nguy hiểm khác nhau. Thì đúng là khi mà chúng ta đi nội soi đại tràng thì chúng ta chỉ phát hiện chi nội, tại vì là cái phần chi ngoại nó làm rìa hậu môn từ dưới đường lược đi xuống rất là ngắn, nên khi mà cái ống soi đến đoạn đó thì bắt đầu người ta đã rút ra, nên là khi mà kết hợp khám chỉ ở phần hậu môn thì chúng ta phải kết hợp cả cái chuyện là khám bằng ống soi và khám của khoa bác sĩ khám nữa để đánh giá chính xác nhất là cái mức độ và phân độ của chỉ. Ok, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Rồi, chúng ta chắc là gần hết giờ rồi. Còn nốt câu hỏi này, xin hỏi phòng khám của bác sĩ Ngọc ở đâu? Phòng khám của bác sĩ Ngọc ở 28 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó chỉ khám vào thứ bảy hàng tuần thôi và chỉ khám miễn phí thôi. Ở đấy thì sẽ có khám miễn phí, xét nghiệm mỡ máu, tiểu đường miễn phí. Đấy là hai cái bệnh phổ biến thì bác sĩ Ngọc sẽ làm miễn phí ở đấy. Siêu âm miễn phí, tức là ở đấy chỉ làm miễn phí nhưng mọi người phải đăng ký trước qua cái đường link là phòng khám thứ bảy.vn. Đây mọi người sẽ phải đăng ký trước, không là đến cái hôm đấy là nó bị quá tải thì chúng ta sẽ đăng, mọi người lên trên trang web website ấy, mọi người gõ chữ là phòng khám thứ bảy.vn, sau đó thì nó sẽ có cái đường link này, mọi người đăng ký ở đây để chúng ta sẽ khám nha. Thế thì hiện tại là mới đang có ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thế thì vừa lúc nãy mới mới gặp được một có một anh bác sĩ ở Hải Phòng mình nhắn tin là Ngọc ơi bây giờ anh cũng muốn làm một cái giống như của em thì có được không, thì mình bảo là được thôi thì anh cứ làm đi, thì khả năng sắp tới thì sẽ có một cái ở Hải Phòng nữa, không biết là ai đây có ở Hải Phòng không nhỉ, ai đấy Hải Phòng thì comment cái Hải Phòng cái, thì cái anh đấy là tiến sĩ về về huyết học, anh làm ở bệnh viện Việt Tiệp thì phải, và anh cũng muốn làm một cái chương trình như này, anh thấy mình làm rất là ý nghĩa và anh cũng muốn làm theo. Thì nếu như mà mọi người để mình sẽ xem, nếu như cái số lượng mọi người ở Hải Phòng mà đông thì mọi người có thể là chúng ta qua đấy thì cũng sẽ có những cái như là xét nghiệm miễn phí về cái hai cái bệnh mà phổ biến nhất đó là mỡ máu và tiểu đường, thì là hai cái bệnh mà nó khá là nhiều người. Thì buổi tới mình có thể là mình mời anh ấy lên để chia sẻ một chút và chúng ta có thể chúng ta qua đấy chúng ta sẽ làm. Ok, và chắc là 1 tiếng rồi, 1 tiếng 2 phút rồi, thì mỗi một hôm như này thì chúng ta sẽ dành ra 1 tiếng đồng hồ để chia sẻ thôi, chia sẻ nữa là hai bác sĩ trĩ mất nên là chúng ta sẽ phải dừng lại. Thì có những cái câu hỏi nào, chắc là mọi người còn rất là nhiều những cái câu hỏi nữa, thì mọi người có câu hỏi nào thì chúng ta có thể chúng ta inbox trực tiếp cho bác sĩ Hội, mà bác sĩ Ngọc có ghim cái đường link ở cái phần trên cùng của cái livestream này, mọi người có thể là chúng ta vào trong cái đường link đấy để chúng ta hỏi bác sĩ Hội. Trước khi mà kết thúc cái chương trình này thì cũng là thay mặt hơn 1.000 người ở đây, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều với những cái chia sẻ thực sự rất là hữu ích dành cho mọi người. Và mọi người có điều gì muốn nói cho bác sĩ Hội thì có thể là nói với bác sĩ Hội nha. Cảm ơn này, các thứ gì đấy. Và trước khi kết thúc chương trình này thì bác sĩ Hội có điều gì muốn nói với mọi người không ạ? Xin mời bác sĩ Hội. Cảm ơn bác sĩ Ngọc và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay. Mọi người có thắc mắc gì hay câu hỏi gì, mọi người hãy nhớ follow kênh của bác sĩ Hội. Tên là Dr. Bách Hội .vn để mọi người hỏi đáp, bác sĩ sẽ giải đáp những cái thắc mắc của mọi người và giúp mọi người để mau chóng khỏi bệnh và điều trị bệnh chỉ ở nhà tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok, thế thì cái đường link của bác sĩ Hội thì bác sĩ Ngọc đã ghim rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một số những cái lịch của cái livestream của tuần này, mọi người có thể là chúng ta sẽ nhớ để mà chúng ta sẽ theo dõi. Tuần này thì bác sĩ Ngọc sẽ livestream liên tục. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ là livestream về cái bệnh lý trĩ. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái chủ đề nữa là viêm gan của cùng bác sĩ, một bác sĩ về tiêu hóa, là chúng ta sẽ bác sĩ Ngọc sẽ cố gắng để cập nhật tất cả những kiến thức dành cho mọi người. Chủ đề ngày mai đó là chúng ta sẽ là có cái chủ đề liên quan đến viêm gan. Ngày hôm kia thứ sáu là chúng ta sẽ có cái chủ đề đó liên quan đến cái bệnh lý cái vùng kín của chúng ta, thẩm mỹ vùng kín cũng như là một số những bệnh lý vùng kín của chị em phụ nữ. Ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ có cái bệnh lý về gan nhiễm mỡ, và chủ nhật thì chúng ta sẽ có những bệnh lý về da bao gồm ung thư da và các bệnh lý về da khác. Thì mọi người có thể là chúng ta sẽ nhớ là follow trên cái kênh của chị Ngọc này. Thứ nhất là chúng ta, cái kênh này là cái kênh chính chủ, để tránh trường hợp là có những cái kênh khác nó giả mạo ấy, thì cái kênh của bác sĩ Ngọc là đã có cái tích xanh rồi, thì nó là cái liên quan cái chính chủ, mọi người nhớ là bấm follow trên cái kênh này. Cái thứ hai nữa là chúng ta cứ đúng 9 giờ 8 giờ tối hàng ngày nha,
thì mọi người có thể là chúng ta sẽ vào để chúng ta sẽ là theo dõi cái chương trình của tuần này của chúng ta. Sẽ có rất là nhiều những cái bệnh lý mà mọi người sẽ là học được thêm những cái điều đấy, bao gồm là viêm gan này, gan nhiễm mỡ này, ung thư này, ung thư da này, rồi những cái bệnh lý ở cái vùng kín của chị em phụ nữ. Ok, và hẹn gặp lại mọi người vào đúng 8 giờ tối ngày mai. Bye bye. Xin chào mọi người.